Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Chiều tối nay, Nam Bộ sẽ tiếp tục có nhiều điểm mưa to, khả năng cao sẽ lại xảy ra ngập úng. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảnh báo chiều và tối nay, những điểm mưa vừa mưa to ở Nam Bộ sẽ tập trung ở Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre. Với lượng mưa dự báo từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa to trong thời gian ngắn, nước không thoát kịp, ngập úng, rất dễ xảy ra trên các tuyến đường. Nhiều hố ga, miệng cống sẽ bị che khuất nếu ngã vào rất nguy hiểm. Tham gia giao thông, quý vị lưu ý quan sát kỹ, tránh những chỗ nước ngập, xoáy nước chảy xiết.